Chiều nay 19 tháng 9, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, gặp mặt đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Lào Cai trong đợt thi đua học tập và làm theo Bác nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh nêu rõ, khắc ghi lời dạy của Bác, sau 32 năm tái lập tỉnh, từ hoang tàn đổ nát, Lào Cai đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng cho phát triển kinh tế xã hội ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắc lại những lời dạy của Bác với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, khẳng định những lời dạy của Bác đối với Lào Cai cũng như đồng bào cả nước vẫn còn nguyên giá trị. Vì thế, tỉnh phải luôn xác định thực hiện tốt lời căn dặn của Người, cũng chính là thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục thấm nhuần, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.